Việt. Việt ơi, Việt ơi, lúc đấy con đang rút máy chuẩn bị gọi cho bố, nhưng mà thằng Việt chắc nó nấp ở đấy là gì, nó rình mò bọn con ấy. Mà nó nghe thấy xong nó phi luôn ra, nó chạy. Mà nó lấy luôn cả xe nó chạy lấy rồi luôn cả xe chạy rồi. Chết rồi. Chắc chắn 100% chứ. Một đi lần phải mất 2 hôm nay mà không nhìn thấy trâu đâu này. Mà đúng là suy ra như thế là khả năng là thằng này bán cho ai nó cũng quanh quanh khu vực này thôi. Mình cứ thấy nó gọi điện mà cứ chỗ nào nó lén nút thôi này. Nó cãi như nhầm nhảm nhẹ nhé. Mình quay được cái thế mà nó còn cãi chẳng hề là khi nào là mình hay là nó phải thấy phát hiện là đúng là mình đã biết là nó mình phát hiện nó rồi thì chắc khả năng nó mới khai, hay là kia điều là có vật chứng hay gì kia điều là mình thấy rồi mình cho nó xem video chắc khả năng nó mới tin nhỉ. Video mình quay đây như thế chứ vừa rồi với anh mình đã còn đặt cả cam như thế thì sao mà cãi thật. Bảo nó đi từ châu nó vẫn cứ đi à. Sợ mà giả vờ tốt phết thế nhỉ, không chịu khai ấy. Mà bố mày không biết là bao giờ về cơ. Chắc là không biết hôm nay về chưa. Hôm vừa rồi gọi điện cho bố mày ấy, bố mày bảo cứ theo dõi thằng này xem tình thế nào, xem cái hành động của nó, mà nó định chơi dẫn luôn mắc đi. Nhưng mà may mình giữ lại được con mắc ấy không thì... Giờ con mắc là mình phải cho ở nhà xong bắt đầu cho người ở đấy trông coi rồi. Người nào để phải để ý đồ đạc, xe rồi. Máy, xe cộ ấy. Bây giờ nó đang ý cái gì, nó cái gì nó cũng bán luôn đấy. Đồ đấy mà đéo để ý ra. Mình lại bảo nó cầm xe máy đi, nó tìm trâu mẹ mày về nó lại bán mẹ cả xe máy đi thôi mất tích. Dạ. Ừ, đúng rồi. Bây giờ nếu mà đi đâu thì chỉ bị vào là mình lại nó hoặc là cho nó lại đến đoạn nào xong rồi nó xuống rồi chia nhau cho tìm thôi. Chứ cho nó đi một mình thì 2-3 triệu nó cũng bán nhỉ. Tốt nhất là khả năng là mày gọi điện cho bố mày để xem tình hình nào đó. Cứ để như này là khả năng là chờ đến lúc bố mày về được là khả năng là thịt bố mẹ mất trâu rồi. Thôi thầy em gọi cho bố em. Mất trâu trắng thì tôi lại không biết, may mình giữ lại được con mắc ấy. Xin chào tất cả mọi người nhé, đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy, ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Việt à, Việt,
Giữ lại tên ơi. Mẹ cái thằng này. Hả? À? Đợi theo thế nào. Mẹ nó đến từ lúc kéo nào nhỉ? Vừa mới nói xong rồi để ý xe cộ thôi. Nó lấy luôn xe chạy. Nó đi hướng nào nhỉ? Vừa đây chạy ơi, hướng nào? Ôi, nó bao bao, vừa đây sao? Chưa đâu. Hay về nhà xem nó có gì về nhà. Thì lượng cà phê chưa xong đi ra nốt kia. Ừ. Mới rồi. Hình như của nó cũng đi nốt này này. Ô mẹ nó đến nó nghe thì mình nói chuyện từ lúc kéo nào không biết. Thế mà nó ra rừng luôn nhỉ. À. Không biết nó có trốn ở trong mấy cái nhà hoang này không, mà mình vào mấy cái nhà hoang quanh quanh đây rồi mà không tìm thấy cái nhà hoang. Không thấy nó trốn ở trong đây à? Tuyên thì nó tách ra ngoài kia, nó đi tìm vào mấy cái đường dưới kia rồi. Đây đây, Tuyên ơi. Hả? À? Mẹ anh vào trong mấy cái nhà hoang rồi nhưng mà đã thấy nó đâu? Ừ, mày đi ra ngoài đường đầu mấy cái đường ngoài đấy có thấy không? Không thấy, em đi cả đến cái đoạn đường rẽ ra ngoài kia cơ mà. Ô mẹ dài thật. Phóng nhanh thế nhỉ? Anh sợ nó đi vào mấy cái nhà hoang, nó trốn trong mấy cái nhà hoang quanh quanh đây nhưng mà vào không thấy. Em nghĩ chắc khả năng là nó trốn đâu rồi. Kiểu gì mà sao lại nhanh chứ, em cũng phóng chắc khả năng là chỉ chênh lệch thì hơn phút thôi chứ. Phút phút rưỡi. Mày về qua nhà chưa? Chưa, mới đi ra đằng này mà. À. Hay à. Hồi tốt nhất là mày cứ gọi mẹ điện cho bố mày đi. Để xem nào bố mày giải quyết nào đâu. Chắc chỉ 1-2 hôm nữa bố mày về thôi nhưng mà. Xem là nếu mà cô sắp xếp được việc trên đấy về sớm để xem còn giải quyết như nào, chứ không cứ để thế này đi. Mẹ mày trâu sợ thịt mẹ cả trâu luôn đấy nhỉ. Ô tài thật mẹ mày, đâu biết là con phi đi đâu đâu biết. Alo. Ủa. Vừa con Vệ Dự đang ngồi đấy thế nào? Đang lúc đấy con đang rút máy chuẩn bị gọi cho bố, nhưng mà thằng Việt chắc nó nấp ở đấy gì nó rình mò bọn con ấy. Mà nó nghe thấy xong nó phi luôn ra, nó chạy. Mà nó lấy luôn cả xe nó chạy rồi. Nó lấy luôn cả xe chạy rồi. Chết rồi. Nó lấy luôn cái con xe đen đen chứ nó chạy rồi. Không biết là nó chạy đến đâu mà con đuổi một ra đến đầu đường kia nhưng mà không thấy thôi. Hay nó trốn ở nhà hoang nào. Đi vào quanh mấy nhà hoang đây không thấy đâu à? Con nhìn phát này là chắc khả năng là nó bám ra xe thì chết rồi. Vâng. Để con tự thử về nhà xem có. Vâng. Con bảo về nhà xem chứ. Mày có về nhà hay là kiểu gì? Để anh đi vào lốt một cái hai cái nhà hoang ở dưới này anh xem nó có phi ở đấy không. Mày phi về thử về nhà. Chết dở. Vừa đấy, còn đi săn, vừa đi tìm trâu lại còn lần nó thế này, chết dở. Đi. Đấy, đây anh phi vào trong này nhá. Có gì anh gọi nhá. Ừ. Mẹ không thấy có xe ở đây rồi. Không biết nó có vào nhà hôm nọ vừa rồi nó gọi điện không biết. Không để ý phát này mà vớ vẩn là nó bán luôn cả xe luôn đấy chứ. Không thấy xe ở đây rồi.
Alo. Có anh về nhà mà không có nhà. Đấy, anh vào cái nhà hoang hôm vừa rồi nó gọi điện đây nhưng mà không thấy. Ừ, nó không có về nhà, không biết là nó đi đâu, chắc nó trốn đâu rồi. Không, vừa về đến nhà không thấy đâu. Không thấy đâu à? Không. Thế em phi ra chỗ anh thông đón mình đi chỗ khác tìm nhá. Ừ. Thế đây chào anh Tiến ơi, ở đây về nhà không ấy à? Không biết nó đi đâu nhỉ? Thằng này chắc trốn rồi. Nhưng mà là người nó làm gì có tiền đâu, hay là nó lại mang xe đi đi xe ra nó lại bán xe. Nhà mày vớ vẩn, nó phi nhã xe nó bán xe thì hỏng bét. Dạ nhưng anh nghe mình phi xe đi. Nhà thì đéo có mà. Thì tìm xem nào. Mình thử sang bên nhà hoang cái này chưa? Cô này lắm nhà hoang kìa. Ừ, anh vào anh lấy cái nhà đây rồi, cháu thấy. Đó. Mà chỗ gì đâu được. Tiền nó sao nhỉ? Ôi đứa mẹ, nó đang đi mượn tiền với nó, bán cả trâu nấy thì nó kéo rồi ai chịu tiền nữa.